Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới. Tại đây những tin tức thời sự trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, khu vực Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc đã hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt trong những ngày gần đây, giết chết ít nhất 15 người và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đồng thời, lũ lụt đã phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp điện và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực. Lũ lụt xảy ra vào thời điểm nắng nóng ở một số tỉnh, bao gồm Tứ Xuyên và Chiết Giang, khiến nhiều người chết vì sốc nhiệt. Hơn 70 trạm thời tiết trên khắp Trung Quốc đã báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục vào tuần trước. Các nhà máy đã được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện trong thời gian cao điểm để đảm bảo có đủ điện cho người dân giải nhiệt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận mưa lên tới 21cm đã rơi vào hôm thứ Bảy tại biên giới giữa các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc, gây ra lũ lụt và lở đất khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 12 người khác mất tích. Điện bị cắt, đường dây điện thoại bị cuốn trôi và hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại thành phố Long Nam của Cam Túc, lượng mưa đạt 198,9cm trong một ngày rưỡi, gần gấp đôi mức trung bình trong cả tháng 7. Lũ lụt đã giết chết 12 người và buộc 3.000 người phải sơ tán. Ngoài ra, do cái nóng oi bức, nguồn cung cấp điện của các doanh nghiệp dệt may và hóa chất ở Chiết Giang bị hạn chế trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm để đảm bảo có đủ điện cho nhu cầu làm mát của dân cư. Các hạn chế về điện đã buộc các công ty này phải cắt giảm sản lượng công nghiệp tới 17%. Nhà máy Foxconn ở Thành Đô cũng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về nguồn điện. Tuy nhiên, tác động của việc cắt điện lần này nhỏ hơn nhiều so với sự sụt giảm sản lượng điện mạnh do tình trạng thiếu than trầm trọng vào mùa thu năm ngoái. Lũ lụt trên khắp đất nước làm tăng thêm thiệt hại cho nền kinh tế do các biện pháp zeroing hà khắc của chính quyền, chẳng hạn như hạn chế đi lại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Theo Reuters, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, bất chấp mưa, gió, mùa hỗn hợp, đợt nắng nóng dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực rộng lớn của đất nước trong tuần này và sẽ kéo dài đến cuối tháng. Miền Nam Trung Quốc bao gồm Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến được dự báo sẽ đạt 39-42 độ sau ngày hôm nay. Mặc dù nhiệt độ cao ở Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu và Giang Tây đã giảm bớt vào cuối tuần này, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực khác dự kiến vẫn trên 37 độ C. Đài thời tiết cho biết đợt nắng nóng kinh hoàng sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến ngày 24, từ 30 ngày nắng nóng gay gắt thông thường đến khoảng 40 ngày. Cái gọi là 3 vôn thường đề cập đến 3 thời kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 10 ngày, chỉ khi nhiệt độ và độ ẩm đạt đến đỉnh điểm. Nhưng giai đoạn thứ hai của năm nay, Efu dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, từ ngày 26 tháng này đến 14 tháng sau. Hai tuần trở lại đây, Trung Quốc xảy ra nắng nóng với nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C, gây biến dạng đường nhựa, bệnh nhân say nắng trong bệnh viện tăng cao và làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, tin tức từ tờ báo của chúng tôi cho biết, việc kiểm soát lũ trên sông Hàn hiện đã trở thành một trận chiến quan trọng để kiểm soát lũ lụt. Hôm qua, sau khi kết thúc hội nghị truyền hình khẩn cấp phòng chống lũ sông Hàn trên toàn tỉnh, thành phố chúng ta đã triển khai việc chống lũ sông Hàn để đối mặt với trận lũ sông Hàn hơn 20 năm sắp xảy ra trong những ngày tới. Theo báo cáo, tuyến kè chính sông Hàn của thành phố tuy đã được gia cố nhưng có nhiều khúc cua. Của đoạn sông dài 50km có 22 khúc cua 37 đoạn nguy hiểm. Đề các sông nhánh nhìn chung rất yếu, khó có thể chịu nổi áp lực lớn của nước lũ. Ông Sunja, phó thị trưởng kiêm phó chỉ huy điều hành Ban chỉ huy phòng thủ thành phố nhấn mạnh, Ban chỉ huy phòng thủ thành phố, quận và các đơn vị thành viên phải lấy việc chống đỉnh lũ sông Hàn làm ưu tiên hàng đầu trong công tác chống lũ hiện nay. Bảo vệ một tấc đê là để đảm bảo an toàn cho đê và tính mạng, tài sản của nhân dân. Vào lúc 8 giờ sáng hôm qua, mực nước tại ga Singu trên sông Hàn đã đạt 29,63m, cao hơn mức cảnh báo 0,13m. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp trên mức cảnh báo. Do lượng mưa ở thượng nguồn sông Hàn tiếp tục tăng, lưu lượng xả của hồ chứa Đan Giang Khẩu tăng lên, áp lực kiểm soát lũ trên sông Hàn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Trong tuần qua, lưu lượng xả lũ của sông Đan Giang đã tăng lên 6.610 m3 mỗi giây. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hàn hiện nay là vô cùng nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn và việc xả nước của hồ chứa Đan Giang Khẩu, nước sông Hàn dâng lên rất nhanh. Dự báo mới nhất từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, vào ngày 17, mực nước tại trạm Sigu là 30,3m, chỉ cách mực nước đảm bảo 0,29m. Đồng thời, do mực nước sông Dương Tử dâng cao, sông Hàn sẽ tiếp tục duy trì mực nước cao. Vào tối ngày 15, đỉnh lũ của sông chính sông Hàn đã hình thành, bởi lượng mưa lớn trong những ngày gần đây đã đi qua Thiểm Tây một cách thuận lợi.
Kể từ ngày 12, miền Nam Thiểm Tây lại xuất hiện một trận mưa lớn và kéo dài khác. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính và các nhánh của sông Hàn nhìn chung đã dâng cao. Đến 15 giờ ngày 13, lũ lên 3.460 m khối trên dây, vượt lưu lượng đảm bảo, hình thành đỉnh lũ trên dòng chính sông Hàn. Và lúc 23 giờ ngày 13, một trận lũ 6.610 m khối mỗi giây đã xảy ra tại hồ Hanjiang Sanchiang và dòng chảy gần với dòng chảy cảnh báo. Sau đó, dòng chảy lũ đi vào lãnh thổ của An Khang và sau khi đi qua phụ lưu của An Khang khoảng một thời gian, nó đã đi qua ga An Khang vào lúc 21 giờ ngày 14 với tốc độ dòng chảy là 11.200 m khối mỗi giây. Vào lúc 5 giờ ngày 15 tại trạm Behi của sông Hán Giang đã xảy ra một trận lũ 17.000 m khối mỗi giây. Đỉnh lũ của sông Hán Giang đi qua tỉnh Thiểm Tây và vào hạ lưu tỉnh Hồ Bắc và nó phát triển ở tỉnh Thiểm Tây trong khoảng thời gian là 38 giờ. Theo tin tức từ chính quyền tỉnh Thiểm Tây vào tối ngày 15, tính đến 12 giờ ngày 15, hai trận lũ lớn kéo dài do mưa lớn kể từ ngày 14 tháng trước đã khiến 111 người ở tỉnh Thiểm Tây thiệt mạng và 167 người đang mất tích. Từ ngày 14 tháng trước đến ngày 19 tháng này, mưa lớn liên tục ở miền Nam Thiểm Tây đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, lở đất và lở đá, gây ra thảm họa trên diện rộng ở ba thành phố An Khang, Han Chong và Sang Lu. Từ ngày 12 đến ngày 14, một đợt mưa lớn và kéo dài khác đã xảy ra ở Thiểm Tây và tình hình thiên tai trong tỉnh tiếp tục mở rộng. Tính đến 12 giờ ngày 15, tổng cộng 4,25 triệu người ở 58 quận huyện ở 9 thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây, An Khang, Han Chong, San Luo, Weiman, Sanjiang, Baoji, Tongchuan, Xi'an và Anyan bị ảnh hưởng bởi thảm họa và 703.000 người đã được di rời và tái định cư khẩn cấp. Có 111 người chết do thiên tai trong tỉnh, trong đó có 63 người ở An Khang, 18 người ở Sang Lu, 17 người ở Han Chong, 13 người ở Weiman. Có 167 người mất tích do thiên tai, trong đó 119 người ở An Khang, 32 người ở San Lu, 7 người ở Weinan, 6 người ở Han Chong và 3 người ở Baoji. Có 2.851 người bị thương và bị ốm do thiên tai, trong đó 2.824 người ở An Khang, 22 người ở San Lu, 4 người ở Weinan và 1 người ở Han Chong. Phóng viên được biết từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam rằng, từ 8 giờ ngày 19, thành phố Hoài Hóa gặp mưa lớn và 79 thị trấn ở Chenxi, Supu, Maiyang và các quận khác trong vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Hoài Hóa, Hồ Nam ngập lụt, nhiều ban ngành phối hợp cứu trợ thiên tai. Tại huyện Chenxi, thành phố Hoài Hóa, theo thống kê của Đài khí tượng địa phương, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 19, toàn huyện Chenxi xảy ra mưa to đến rất to, mưa to cục bộ ở một số khu vực. Tính đến 14 giờ ngày 19, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 250mm, 7 thị trấn có lượng mưa 150-220mm và 9 thị trấn có lượng mưa 100-150mm. Từ 13 giờ ngày 19, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Chenxi đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Tại quận Supu, thành phố Hoài Hóa, trận mưa xối xả liên tục từ tối 18 đến ngày 19 đã khiến nhiều nơi ở Supu bị ngập lụt, một lượng lớn cây giống như cây cam trong vườn bị ngập úng, đường xá bị sạt lở. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 19, hạt Supu đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng đã nhanh chóng tổ chức nhân sự tham gia cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, tập trung vào công tác phòng chống lũ lụt trên núi và thiên tai địa chất, bảo vệ các ao nuôi, hồ chứa và phòng chống lũ lụt ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sông vừa và nhỏ, cũng như ngập úng đô thị và chuyển giao nhân sự để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 8 giờ ngày 19, Hoài Hóa có 77.913 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23.943 người được chuyển đi nơi tránh khẩn cấp và 8.518 người được tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 7.120,3 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 109 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hoài Hóa dự báo ngày 20 ở Hoài Hóa vẫn có mưa lớn, cần tăng cường các biện pháp đề phòng. Quý vị thân mến, vụ lở đất khiến hoạt động của tuyến đường sắt Thượng Hải Côn Minh bị chặn và bộ phận đường sắt phải sửa chữa khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả vào ngày 19, một vụ lở đất xảy ra giữa các ga Chenxi và Dien Giang Cu trên đoạn Hoài Hóa của tuyến đường sắt Thượng Hải Côn Minh. Một phần đất và đá tràn vào đường dây, chôn vùi khoảng 30 mét của tuyến đường. Vụ tai nạn không gây thương vong. Sau vụ tai nạn sạt lở đất, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu và các ban ngành liên quan của thành phố Hoài Hóa đã nhanh chóng tổ chức nhân sự và thiết bị khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp.
Tính đến 4 giờ chiều ngày 20, công việc sửa chữa khẩn cấp vẫn đang được tiến hành. Bị ảnh hưởng bởi một vụ tai nạn do lở đất đá, một số chuyến tàu trên tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh đã ngừng chạy và hành khách bị mắc kẹt tại nhà ga. Để làm tốt công tác trung chuyển hành khách, các đơn vị ga và tàu liên quan của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã thành lập tổ công tác trung chuyển kịp thời để mở ra một kênh trung chuyển đặc biệt. Tính đến 11 giờ đêm ngày 19, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã chuyển hơn 23.000 hành khách qua tuyến đường sắt cao tốc. Trong những ngày tới, căn cứ vào tình hình của những hành khách bị mắc kẹt, các chuyến tàu cao tốc bổ sung sẽ được mở lại đúng hạn để trung chuyển các hành khách bị mắc kẹt. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều ngày gần đây, vào khoảng 10 giờ ngày 19, một vụ lở đất khác cũng đã xảy ra trên một ngọn núi trên đường Tây Xuyên Nam, thị trấn Bành Gia Trại, thành phố Tây Ninh, Thanh Hải, khiến 10 ngôi nhà bên dưới núi bị sập. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã ngay lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ của công an, y tế và các ngành chức năng khẩn trương đến hiện trường ứng cứu. Nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm giải cứu tại hiện trường và phát hiện ra một người đang bị mắc kẹt. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, người bị mắc kẹt đã được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Hiện sức khỏe đã ổn định. Vào chiều ngày 19, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã liên tục kiểm tra hiện trường và không tìm thấy người nào khác bị mắc kẹt hoặc thương vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.